Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà của tất cả anh chị em, các bệnh nhân đã thân mến. Sáng hôm nay thứ hai, 14 tháng 10 năm 2024, chúng ta cùng nhau học hỏi năm câu danh ngôn. Câu danh ngôn thứ nhất, im lặng không đáng sợ. Cái đáng sợ là nói mà vô tâm. Im lặng không đáng sợ, nhưng là đáng sợ là người ta vẫn nói đó, nhưng mà người ta vô tâm hay là nói một cách rõ hơn nữa là im lặng thì không đáng sợ cho bằng là cái người vô tâm tức là không có lòng cái người vô tâm không yêu hay là không có tình nghĩa gì với chúng ta cả ha? im lặng không đáng sợ nếu như hai người thương nhau mà vì một lý do nào đó là người ta im lặng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả bởi vì họ vẫn còn yêu thương nhau thế nhưng mà nếu như là vẫn cứ nói chuyện với nhau nhưng mà vô tâm không quan tâm công thương nhau không để ý đến nhau à, không tôn trọng nhau thì cái đó mới là đáng, đáng sợ ha? im lặng không đáng sợ đáng sợ là nói nhưng mà vô tâm không biết giao tiếp không đáng sợ cái đáng sợ là chẳng có chân thành không biết giao tiếp thì cũng không đáng sợ cái đáng sợ là người ta thiếu chân thành thế thì một người chân thành này, khi giao tiếp thì cũng có thể là người ta vụng về có thể là người ta vụng về nhưng mà cũng chẳng sao cả bởi vì người ta chân thành Thế nhưng mà một cái người giao tiếp rất là giỏi Thế nhưng mà không chân thành thì chúng ta bị lừa à, Thế thì không giao tiếp được, giao tiếp dở cũng không quan trọng Cái quan trọng đó là sự chân thành Nếu như anh giao tiếp dở nhưng mà anh chân thành thì vẫn còn hay hơn Là anh giao tiếp giỏi nhưng mà lại không chân thành Chịu đả kích không đáng sợ Cái đáng sợ là mất đi dũng khí của mình à, chúng ta bị tổn thương chúng ta bị đả kích chúng ta bị chê bai nó cũng không có đáng sợ cho bằng là chúng ta mất đi dũng khí yeah. vì thế mà cái chuyện mà chúng con đọc kinh ở bệnh viện bướu đó thì um, an ninh họ cũng nói rằng là bây giờ mà nếu mà các cha các sơ cứ quy tụ đọc kinh như vậy thì có thể là có những cái thành phần bất hảo nó trà trộn vào thì chúng tôi cũng không có bảo đảm được cái an ninh nên là tốt nhất là chúng ta không có nên đọc kinh ở bệnh viện như vậy thế thì con cũng chia sẻ với sơ rằng là dĩ nhiên là việc mà chúng ta đọc kinh cầu nguyện thì nó cũng sẽ có những cái phức tạp nhưng mà cái sợ nhất là chúng ta không còn muốn đọc kinh cầu nguyện nữa khi chúng ta không còn muốn kiên trì cầu nguyện nữa thế thì chịu đả kích chịu tổn thương nó cũng không đáng lo đáng ngại cho bằng là chúng ta mất dũng khí chúng ta mất dũng khí ha. câu danh ngôn này cũng rất là hay nó có ba cái ý thứ nhất là im lặng không đáng sợ đáng sợ là vô tâm À, rồi giao tiếp không biết giao tiếp cũng không có đáng sợ, à, sợ nhất là giao tiếp mà không có chân thành, à, rồi bị đả kích bị nói xấu cũng không có đáng sợ, cái đáng sợ là chúng ta mất đi dụng khí, chúng ta mất đi dụng khí, à, đó là câu danh ngôn thứ nhất ha cũng rất là ý nghĩa cho chúng ta. Rồi câu danh ngôn thứ hai, Thiên Chúa không kêu gọi bạn làm những điều dễ dàng, Ngài kêu gọi bạn làm những điều cao cả câu này cũng rất là tuyệt vời. thiên chúa không có kêu gọi chúng ta làm những cái điều dễ dàng mà chúa muốn chúng ta làm những cái việc của chúa. mà việc của chúa thì đương nhiên nó là việc cao cả. À, thế thì bây giờ chúng ta quét nhà, đó là cái công việc nhỏ bé. thế nhưng mà chúng ta quét nhà với tất cả lòng yêu mến chúa thì đó là việc cao cả. À, thiên chúa không à, kêu gọi chúng ta làm những cái việc dễ dàng tức là những cái việc của loài người. À, nhưng mà thiên chúa mời gọi chúng ta là những điều mà chúng ta không thể làm được. đó là việc của chúa đó mới là việc cao cả. Dường như mẹ Maria, cái chuyện mẹ Maria và thánh cả Giuse à, hứa hôn với nhau rồi à, có thể là cứ bình thường thì là tiến tới hôn nhân với nhau. Thế nhưng mà mẹ Maria và thánh cả Giuse cũng đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa và đã làm việc của Chúa. Đó là việc cao cả, là mẹ Maria trở thành mẹ của ngôi hài Thiên Chúa và thánh cả Giuse trở thành cha nuôi của Chúa Giêsu. À, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta làm những cái việc cả dễ dàng nhưng thiên chúa luôn luôn mời gọi chúng ta làm những cái việc cao cả à, chúa giêsu cũng đã nói rằng à, hãy qua cửa hẹp mà vào bởi vì đường rộng thênh thang thì đưa tới chỗ diệt mong. vấn đề không phải là chúa chúa làm khó chúng ta vấn đề không phải là chúa làm khó chúng ta thế nhưng mà chúa muốn chúng ta không có làm việc của loài người nhưng chúng ta hãy tập làm việc của chúa ừ. ví dụ như là ai đó chửi chúng ta thì cái việc của loài người là chúng ta chửi lại nhưng mà chúng ta hãy làm việc của chúa là chúng ta thả thứ à, ai đó công kích chúng ta ai đó bôi nhọ chúng ta cái việc của loài người là chúng ta phân minh chúng ta phải làm cho ra lẽ nhưng mà cái việc của chúa đó là chúng ta đón nhận à, thế thì khi chúng ta làm việc của chúa thì đó là việc cao cả còn khi chúng ta cứ làm theo thuận theo tự nhiên của loài người thì đó là những cái công việc chúng ta có thể làm được việc cao cả đó là những việc chúng ta không thể làm được mà phải cần đến ơn chúa cũng như là cần đến đức tin Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta làm những việc dễ dàng. Ngài kêu gọi chúng ta làm việc cao cả. Đó chính là việc của Chúa. Rồi câu sẽ ngôn thứ ba, ở đời không có ai là hoàn hảo. Đó là lý do tại sao bút trì lại có cục tẩy, nhân vô thập toàn. Ở đời không có ai là hoàn hảo cả, ngoại trừ Chúa Giêsu Không có ai là hoàn hảo cả. Vì thế chúng ta cũng đừng đòi hỏi ai đó phải hoàn hảo. Chúng ta cũng nhìn vào chính mình, chính chúng ta cũng không có hoàn hảo. Chính vì thế mà vợ chồng sống với nhau này, người chồng thì chắc chắn cũng không phải là hoàn hảo, mà người vợ thì cũng không phải là hoàn hảo. Thế nhưng mà hai người bổ túc cho nhau, và với ơn Chúa giúp, với niềm tin, thì họ có thể đón nhận nhau, và sống được với nhau. Chứ mà hoàn hảo thì chẳng có cái gia đình nào hoàn hảo cả, chẳng có cặp vợ chồng nào hoàn hảo cả. Thế nhưng mà người ta vì lòng yêu mến Chúa, vì tình yêu với nhau, người ta đón nhận nhau, người ta đón nhận nhau con thì trong đời sống tu trì của chúng con thì cũng vậy thôi cách linh mục các tu sĩ nam nữ thì cũng là những loại con người thì cũng có những cái những cái những cái bất toàn đấy thế nhưng mà con với cá nhân con thì khi mà sống chung thì luôn luôn là con đón nhận tập đón nhận mình tập đón nhận người khác để người khác cũng đón nhận mình bởi vì mình cũng khuyết điểm người khác cũng khuyết điểm À, tối hôm qua thì có một cái em uh, dự tu nó nhắn tin cho con nó bảo trai con đã vào nhà dòng được uh, hai năm rồi nhưng mà con gặp chuyện buồn nhiều hơn là chuyện vui gặp nhiều cái tiêu cực nhiều hơn là cái tích cực thế thì con nói với bạn ấy rằng là thôi thì con cứ nhìn lên Chúa à, Chúa đến trần gian này thì toàn là những chuyện tiêu cực nhưng mà Chúa yêu trần gian nên là Chúa đón nhận thì đời tu của chúng ta cũng vậy nhân vô thập toàn không ai là trọn vẹn cả. Con bước chân vào nhà dòng thì con cũng cần phải có một cái tấm lòng để con có thể đón nhận được tất cả anh em. Bởi vì là những cái người mà con không thích chưa chắc là họ xấu. À, cũng có thể là con ích kỷ thì sao? À, những người mà con chê bai chưa chắc là họ xấu. Có thể là con ích kỷ thì sao? À, nên là chúng ta hãy tập sống quảng đại Và khi chúng ta tập sống quảng đại Biết đón nhận người khác Thì mọi chuyện nó trở nên dễ dàng hơn à, Không ai là hoàn hảo ở cuộc đời này cả không ai là hoàn hảo chính vì thế mà chúng ta cần phải tập sống đón nhận nhau à, chúng ta đón nhận cái tốt của người anh em và chúng ta cũng đón nhận cái chưa tốt của người anh em và dĩ nhiên là họ cũng đón nhận chúng ta như thế à, không ai là hoàn hảo vì thế chúng ta cần phải tập đón nhận nhau và chúng ta cũng nhìn lên chúa để thấy rằng thiên chúa có thể um, um, biến đổi thiên chúa có thể thêm ơn thêm sức thiên chúa có thể bù lại những cái khiếm khuyết mà của à, những người xung quanh của chúng ta, ví dụ như là vợ chồng, à, chồng cũng có khuyết điểm, vợ cũng có khuyết điểm, vì thế trong gia đình này nó có khuyết điểm. Như thế nhưng mà với niềm tin vào Chúa, thì cái gì là hố sâu, cái gì là khuyết điểm, thì Chúa bù vào. À, giống như là giữa tiệc cưới thì hết rượu, giữa tiệc cưới thì hết rượu, và Mẹ Maria đã nói với Chúa Giêsu bù lại cái khoản thiếu đó. Mẹ Maria đã nói với Chúa Giêsu bù lại cái khoản thiếu đó. À. Số danh ngôn thứ tư, ngày mà bạn gỡ được nút thắt trong lòng, nhìn đối phương một cách nhẹ nhàng nhất, nhìn đối phương một cách nhẹ nhàng nhất, cũng là lúc bạn cho mình có một lối thoát. À, khi chúng ta có một cái trục trặc với một ai đó, thì giữa chúng ta với người đó giống như nó là bế tắc. À, một lúc nào đó chúng ta gỡ được cái nút thắt, tức là chúng ta nhìn đối phương của chúng ta một cách nhẹ nhàng, tức là chúng ta cũng đã đang mở một lối thoát cho mình khi chúng ta bực bội ai khi chúng ta ghét ai khi chúng ta um, uh, uh, có cái bất hòa với ai cả thì giữa chúng ta với người đó nó giống như là đóng lại uh, rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhìn họ với một cái gì đó rất là nhẹ nhàng uh, thế thì đó cũng là lúc chúng ta mở cho chúng ta một lối thoát thế thì tóm lại uh, xin cho chúng ta luôn luôn là giải gỡ những trục trặc uh, giữa chúng ta với những người xung quanh À, Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta là khi dân của lễ mà thấy mà có một cái bất hòa hay là có một cái trục trặc nào với ai đó thì phải đi giải gỡ, phải làm hòa. À, thì rồi sau đó mới dân lễ thì của lễ của chúng ta mới xứng đáng được đón nhận. Thế thì câu danh ngôn này nói rằng là cái ngày giờ mà chúng ta gỡ được cái nút thắt giữa chúng ta với đối phương với những cái người mà đang trục trặc với chúng ta thì cũng là lúc chúng ta mở một lối thoát cho mình. Bao lâu giữa chúng ta với người đó còn hận thù thì còn trói buộc nhau. Bao lâu chúng ta còn hận thù thì chúng ta cũng đang trói buộc nhau. Và lúc nào đó chúng ta tha thứ được cho nhau thì cũng là mở dây trói cho nhau. cũng rất là tuyệt vời. Thế thì chúng ta cũng suy xét xem là chúng ta có cái trục trặc gì với ai không? Chúng ta có khúc mắc gì với ai không? Chúng ta có bất hòa gì với ai không? Thì chúng ta cũng cần phải giải gỡ để con tim của chúng ta cũng được giải thoát. Câu danh ngôn tiếp theo, thứ có thể hủy diệt hoàn toàn một người phụ nữ. Thứ có thể hủy diệt hoàn toàn một người phụ nữ không phải là sự nghèo khó, mà là sự đố kỵ, sự đố kỵ, điên cuồng. À, thế là cái thứ mà hủy hoại con người, nó không phải là sự nghèo khó, mà nó là sự đố kỵ, đó là cái sự ghen tuông, cái sự ích kỷ. Cái hủy hoại con người không phải là nghèo đói cái hủy hoại con người không phải là nhỏ đói nhưng mà đó là một tâm hồn không biết yêu thương đố kỵ ganh ghét à, nói hành nói xấu cái đó mới làm cho người ta hủy hoại con người à, nên là thế giới này người ta chết không phải là vì người ta thiếu cơm cướp dại nhưng mà bởi vì người ta thiếu yêu thương chứ còn nếu mà thế giới này biết yêu thương nhau thì làm gì có cái người chết đói Yeah. À, này, kể lại cái chuyện mà bác ái bên Campuchia của chúng con Thật sự thì cái việc làm bác ái Đôi khi chúng ta nghe thoáng qua chúng ta cứ nghĩ là Mang gạo đến cho người nghèo Là, là một cái chuyện mà nó dễ làm Và cũng rất là vui vẻ Nhưng mà thật sự thì nó cũng rất là phức tạp à, Có một cái làng kia thì chúng con cũng dự định đến Để mà phát quà Thế nhưng mà những người có trách nhiệm ở đó đấy, Người ta yêu cầu là không được phép đến Mà phải giao toàn bộ Cái phần gạo ấy cho người ta để cho người ta làm Thế thì cũng có người nói rằng là Bây giờ nếu mà giao cho công ông trưởng làng đó, Thì thật sự là ông cứ phát cho con, cho cháu ông hết rồi. Nên là không được Thế thì giữa chúng con với lại cái người đó Là cứ rằng qua rằng lại Rồi cuối cùng người đói thì chẳng có cái Chẳng có gạo để mà dùng à, Thế thì người ta đói không phải là không có gạo Bởi vì có gạo nè Có gạo rõ ràng Nhưng mà bởi vì nó có cái trục trặc Bởi vì có cái ghen tường Có cái đô kỵ à, Có cái thiếu bạc ái nơi những cái người làm việc à. thế thì câu um, danh ngôn thứ năm này cũng rất là tuyệt vời à, cái hủy diệt người ta không phải là gạo không phải là chết đói cái hủy diệt con người không phải là người ta chết đói nhưng mà bởi vì người ta thiếu yêu thương người ta ganh ghét người ta đố kỵ thế nên là nên là nhiều khi đi làm bác hái thì con cũng cảm nhận được cái lòng người À, cũng có những người rất là quảng đại như là quý ông bà và anh chị em hàng tháng vẫn góp thế nhưng mà khi mình đi phân phát rồi thì mình mới thấy rằng là nó cũng có những cái sự ghen tị và đôi khi cái sự ghen tị là ngăn cấm không cho người ta làm cái việc đó à. thứ hủy hoại Toàn, là hoàn toàn một người phụ nữ hay là một con người không phải là sự nghèo khó mà là sự đố kỵ sự đố kỵ điên cuồng đó là một cái một cái gì đó là ghen tương ganh ghét mà gọi là ghim vào những cái tức là đại khái là có những cái định kiến nói tóm lại là thiếu yêu thương cái giết con người không phải là nghèo đói mà là thiếu yêu thương đó là năm câu danh ngôn chúng ta học hỏi sáng hôm nay nha con xin được nhắc lại câu thứ nhất im lặng không đáng sợ đáng sợ là vô tâm giao tiếp không biết giao tiếp không đáng sợ sợ là thiếu chân thành À, chịu đả kích chịu gánh ghét không đáng sợ đáng sợ là chúng ta mất đi dũng khí à, nên là khi chúng ta làm việc thiện mà gặp khó khăn thì cái điều quan trọng là chúng ta phải kiên trì khi cầu nguyện mà không được vấn đề vấn đề tiếp theo không phải là tại sao tôi không được cho bằng là hãy kiên trì nhé sợ nhất là chúng ta mất đi sự kiên nhẫn mất đi cái kiên trì mất đi cái dũng khí Câu danh ngôn thứ hai, Thiên Chúa không kêu gọi bạn làm những việc dễ dàng. Ngài kêu gọi chúng ta làm những việc cao cả. Cái việc cao cả nó cũng hơi khác cái việc cái việc khó. Nhé. Cái việc cao cả thì dĩ nhiên nó cũng cái khó. Nhưng mà cái cao cả đây nó hiểu theo nghĩa là làm cái việc của Chúa. Chúa không mời gọi chúng ta làm những việc tự nhiên của loài người. Chúa Sư nói nếu anh em chỉ chào hỏi những người chào hỏi anh em thì thế gian đã làm được. Nếu anh em giúp cho những người đã từng giúp anh em thì thế gian đã cũng làm được anh em hãy giúp cho những người không có khả năng trả lại cho anh em anh em hãy chào hỏi những cái người ghét anh em vân v, v. À, thiên chúa không mời gọi chúng ta làm những việc của con người thiên chúa mời gọi chúng ta làm những việc cao cả của chúa câu danh ngôn thứ ba ở đời không ai là hoàn hảo cả vì thế mà bút chỉ luôn phải có cục tẩy à, chúng ta luôn ý thức rằng những người xung quanh của chúng ta có những bất toàn thì chúng ta cũng có những khuyết điểm cũng có những bất toàn À, vì thế mà xin cho chúng ta hãy biết quảng đại đón nhận nhau và cũng nhìn lên Chúa để xin Chúa à, bù đắp lại những cái thiếu sót nơi mỗi người chúng ta. Câu danh ngôn thứ tư, ngày mà bạn gỡ được nút thắt trong lòng người, tức là nhìn đối phương một cách nhẹ nhàng, thì cũng là lúc bạn cho mình một lối thoát. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, cũng chính là chúng ta tha thứ cho con tim của mình. Còn chúng ta ghét người khác thì con tim của chúng ta nó vẫn cứ bị trói buộc. À, khi chúng ta biết tha thứ cho người khác thì chúng cũng là lúc chúng ta mở lối thoát cho con tim của mình và câu danh ngôn thứ năm thứ có thể hủy diệt hoàn toàn một con người không phải là sự nghèo đói nhưng mà là sự đố kỵ một sự ghen tuông điên cuồng à, thế thì cái thứ mà hủy hoại con người không phải là nghèo đói mà là con người không có tình thương con người không có yêu thương con người không có bác ái vì thế xin à, chúng ta cũng hãy tập sống yêu thương nha chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương thì chúng ta cũng phải tập sống yêu thương cố gắng tập sống yêu thương tình yêu sẽ làm cho người ta sống ha. và ghen ghét thì sẽ đẩy người ta đi vào cái chết kính thưa cầu đoàn đó là năm câu danh ngôn chúng ta học hỏi à, sáng hôm nay thứ hai à, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta và cho chúng ta có một tuần mới à, nhiều điều tích cực nhiều niềm vui À, nhiều hy sinh, nhiều việc lành phúc đức và thêm lòng yêu mến Chúa. Ngày hôm qua, tối hôm qua thì con có nói chuyện với một cái 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 chị bị ung thư ở bên Đài Loan thì chị nói rằng là khi mà tâm hồn của chúng ta thoải mái ấy, thì chúng ta sẽ không còn bệnh tật. Thế thì một tâm hồn thoải mái, một tâm hồn bình an đó là một tâm hồn đạo đức thánh thiện, một tâm hồn thánh thiện thì mọi bệnh tật nó sẽ trở nên nhẹ nhàng cho chúng ta. Một tâm hồn đạo đức, một tâm hồn thánh thiện, một tâm hồn đầy bao dung đầy yêu thương, đầy quảng đại thì mọi sự sẽ trở nên mọi bệnh tật sẽ trở nên nhẹ nhàng cho chúng ta. Thế thì để cho chúng ta có một tâm hồn uh, uh, bình an thì chúng ta cần phải gắn bó với Chúa, với đức Mẹ và chúng ta cũng tập sống yêu thương, quảng đại với anh chị em mình. Đó là năm câu danh ngôn chúng ta hỏi sáng hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Uh, con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.